Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn Channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Sáng ngày thứ tư, Lộc và Loan nhận được một tin vui. Chút xíu nữa sẽ chia sẻ với quý vị trong bản tin tìm người thân. Liêu Đô Sài Gòn tổ chức dỗ tổ hùng vương năm 2024 cảnh báo với thịt bò xay CREEDER, Omaha có thể bị nhiễm vi khuẩn E. coli. Một người phụ nữ ở Michigan tông xe vào buổi tiệc sinh nhật, khiến hai đứa trẻ thiệt mạng. Giá xăng của California, vùng San Francisco vượt quá 7 đô la một gallon. Thương gia David McCormick thắng cử sơ bộ tại Thượng viện Đảng Cộng Hòa tại Pennsylvania. Cháy rừng 28 acre ở Arizona, ba người bị thương, trong đó có một người lính cứu quả. Các nhà lập pháp Tennessee chuẩn thuận cho phép giáo viên mang theo súng. Thêm hàng triệu người lao động Hoa Kỳ sắp được hưởng overtime. Những vụ biểu tình ở trường học, dân biểu Alice Stefanik kêu gọi tổng thống Biden trục xuất những người ủng hộ khủng bố bằng thi thực. Các công tố viên yêu cầu phạt cựu tổng thống Donald Trump vì vi phạm lệnh cấm phát ngôn. Tổng thống Biden đổ lỗi cho cựu tổng thống Donald Trump về luật chống phá thai cực đoan nhất của quốc gia ở Florida dân biểu cho Santos tuyên bố kết thúc tranh cử vào quốc hội sau khi không huy động được tiền Pfizer BioNTech và Moderna kiện lẫn nhau về bằng sáng chế vaccine COVID-19 chương trình thị thực vàng bớt nghẹt giấc mơ mua nhà của người dân châu Âu một người đàn ông Canada thiệt mạng ở Cuba gia đình nhận được thi thể là một người nga theo khảo sát Đức dẫn đầu về vai trò lãnh đạo toàn thế giới Nga cũng đứng đầu nhưng từ dưới đêm lên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt vì nghi nhận hối lộ. Cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine bị cơ quan an ninh Ukraine bắt giữ. Hiện tượng lạ, Phần Lan chứng kiến tuyết rơi muộn bất thường trong hơn 50 năm. Giới chức Milan của Ý gây tranh cãi vì cấm bán kem lúc nửa đêm. Một người đàn ông ở Bỉ được tha tội xa rượu lái xe vì cơ thể tự tiết ra chất cồn. Hãng Apple đã rút WhatsApp và Trash ra khỏi Apple Store sau lệnh của Bắc Kinh. Từng Việt Nam giúp người phụ nữ Mỹ gốc Việt đập xe hơi tình địch, hai người ở Đà Nẵng lãnh án tù. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, Little Sài Gòn tổ chức dỗ tổ Hùng Vương năm 2024. Đông đảo Đồng Hương đã đến dự đại lễ dỗ Tổ Hùng Vương do Hội Cao Niên Á Mỹ và một số hội đoàn đoàn thể cùng long trọng tổ chức vào ngày Chủ nhật 21 tháng 4 tại Sài Gòn Grand Center Fortin Valley. Hơn 30 năm qua, hàng năm, Hội Cao Niên Á Mỹ đều có tổ chức dỗ Tổ Hùng Vương rất can trọng. Mục đích là để nhắc nhở con dân Việt Nam luôn tưởng nhớ công đức cao dày của vị quốc tổ đã tạo dựng nước Việt Nam có một giải sơn hà gấm vóc từ ải Nam Quang đến mũi Cà Mau điều hợp chương trình các MC Diệu Quyên, Nam Lộc, Đỗ Thanh và luật sư Nguyễn Hoàng Dũng. Nghi thức khai mạc trang trọng do Hội Ái Hữu Hải quân Cửu Long Nam California cùng những thành viên trong các hội đoàn khác trong cộng đồng thực hiện. Bà Nguyễn Lâm Châu là hội trưởng Hội Cao Niên Á Mỹ, kiêm trưởng ban tổ chức đã nói, từ mấy ngàn năm qua, dân ta đã tổ chức dỗ tổ hùng vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch để vinh danh công dựng nước và giữ nước của các vị vua hùng. Đại diện ba tổ chức thành thật cảm ơn các bậc trưởng thượng, quan khách, các cơ sở bảo trợ và đồng hương đã đến dự đồng đảo đại lệ dỗ tổ hùng vương năm 2024. Bà Kim Khuyến, trưởng ban văn nghệ Hội Cao Niên Á Mỹ nói, hàng năm chương trình văn nghệ của dỗ tổ hùng vương được tổ chức rất trang trọng. Nước Việt Nam đã lập quốc được 4.903 năm. Theo chiều dài lịch sử, các thủy tổ Kinh Dương Vương, tổ Phù Lạc Long Quân và tổ mẫu Âu Cơ đã sinh ra trăm con Lạc Việt. Ban tổ chức cùng các vị trưởng thượng, các vị cố vấn hội lên lễ đài trong nghi thức thắp hương thỉnh tổ. Phần trình diễn của vũ đoàn Việt Cầm rất ngoạn một đầy màu sắc hồn quê dân tộc trong bài biển đông dậy sóng. Hạt cảnh vui xuân trên phố Bô Sa của nhạc sĩ Cao Minh Hưng cùng với đoàn vũ thiếu nhi của câu lạc bộ tình nghệ sĩ cho khán giả ngưỡng mộ những tràng pháo tay nồng nhiệt. Vũ sư Đình Luân không những là một nghệ nhân đã sáng lập ra vũ đoàn Việt Cầm mà ông còn giúp cho ban tổ chức điều phối chương trình văn nghệ. Bà Từ Dung là sáng lập viên của Hội Cao Niên Á Mỹ nói rằng Quốc tổ đã có công khai lập đất nước Việt Nam gần 5.000 năm qua, đã để lại cho chúng ta và con cháu sau này một giải sơn hài gấm vóc. Vì vậy, người Việt hải ngoại phải có bổn phận, gìn giữ và chính giới trẻ ở hải ngoại một ngày nào đó sẽ tiếp nối vua hùng, mang lại ánh sáng bình minh để tiếp tục xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh phú cường. Chúng tôi mong rằng việc tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương hàng năm sẽ được trường tồn trên đất khách cảnh báo với thịt bò xay CREEDER Omaha có thể bị nhiễm vi khuẩn E. coli. Các mặt hàng thịt bò xay sống bị ảnh hưởng, được sản xuất và đóng gói vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, có ngày sử dụng hoặc đông lạnh là ngày 22 tháng 4 năm 2024, với mã số est 960 a bên trong dấu kiểm tra của USDA. Theo Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm FSIS của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thịt bò xay đã được vận chuyển đến các nhà hàng và những địa điểm bán lẻ trên toàn quốc gia. Quý vị có thể tìm thấy nhãn cho các sản phẩm này trên trang web của FSIS. Vì những sản phẩm bị ảnh hưởng không còn được bán, nên FSIS cho biết không yêu cầu thu hồi. Thay vào đó, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo về sức khỏe trong trường hợp người sử dụng có thịt bò xay trong tủ đồng của họ. Nếu quý vị có bất cứ sản phẩm thịt bò nào đã được nhắc đến, FSIS khuyên quý vị không nên tiêu thụ. Thay vào đó, chúng ta nên vứt đi hoặc trả lại nơi chúng ta đã mua. Chưa có báo cáo nào xác nhận về bệnh tật liên quan đến cảnh báo sức khỏe này, nhưng nếu quý vị cảm thấy không khỏe sau khi ăn thịt bò xay, quý vị nên liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. E. coli là một loại vi khuẩn có khả năng gây chết người, có thể gây ra mất nước, tiêu chảy ra máu và đau bụng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh, các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 3 đến 4 ngày sau khi ăn những sản phẩm bị ảnh hưởng và có thể kéo dài đến khoảng một tuần. Các trường hợp nhiễm E. coli nghiêm trọng thường gặp nhất là ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn tuổi, nhưng bất cứ người nào gặp phải các triệu chứng này nên gặp các bác sĩ để chăm sóc sức khỏe ngay lập tức. CDC lưu ý trong một số trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị suy thận. Nếu quý vị có thắc mắc về cảnh báo sức khỏe, FSIS khuyên quý vị nên liên lạc với Gina Adami, là đại diện của Greater Omaha Parking Co. Inc. theo số điện thoại 402-575-4702 hoặc là email gadami.gmail.com. Một người phụ nữ ở Michigan tông xe vào buổi tiệc sinh nhật khiến hai đứa trẻ thiệt mạng. Người phụ nữ bị buộc tội vào ngày thứ ba về tội sát nhân cấp độ 2 và các cáo buộc khác sau khi các công tố viên cho biết, cô đã say rượu đâm chiếc xe SUV của mình vào một câu lạc bộ thuyền đang tổ chức tiệc sinh nhật cho một đứa trẻ, làm chết một bé trai và một bé gái và nhiều người khác bị thương. Michelle là trai 66 tuổi đã không bào chữa cho tám tội danh mà bà phải đối mặt trong vụ tai nạn thảm khốc vào ngày thứ bảy tại Swan Ball Club ở quận Monroe, cách Detroit khoảng 30 dặm là 48 cây số về phía nam. Trong phiên tòa được phát trực tiếp, cánh tay phải của Chidester bị bó bột từ phía trên khủy tay cho đến các ngón tay. Cô đã bị bỏ tù kể từ vụ tai nạn và thẩm phán ấn định mức bảo lãnh là 1 triệu rưỡi đô la mà các công tố viên yêu cầu sau khi người thân của một số nạn nhân yêu cầu ấn định mức tiền bảo lãnh đó. Khi tranh luận về số tiền bảo lãnh trị giá 1 triệu 500 ngàn đô la, Công tố viên Chet Yokey nói với tòa rằng Chardester có vấn đề về lạm dụng chất gây nghiện đã được bạn bè và gia đình cô chứng thực. Luật sư bào chữa Bill Colovos yêu cầu thẩm phán ấn định mức bồi lãnh cho Chardester là 100.000 đô la. Anh ta nói rằng cô ấy chỉ uống một ly rượu và một bát ớt 4 giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra, và cô ấy đã phải chịu đựng cơn co giật kiểu động kinh ở chân từ tháng 11. Đây không phải là một con quái vật, luật sư nói. Thật kinh khủng những gì đã xảy ra, nhưng có một số điều mà chúng tôi không thể kiểm soát được. Luật sư nói thêm rằng trước vụ tai nạn vào hôm thứ bảy, cho Dexter không có giấy phạt giao thông hay hồ sơ cảnh sát. Yorkie trả lời rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Chadester bị động kinh trước vụ tai nạn và xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của cô ấy đã vượt quá giới hạn cho phép một cách đáng kể. Nếu Chadester ghi danh bảo lãnh, cô ấy sẽ bị yêu cầu tịch thu sổ thông hành, không uống rượu, đeo dây đai an ninh và không được lái xe. Một cuộc họp về nguyên nhân có thể xảy ra đã được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 4, sau đó là cuộc kiểm tra vào ngày 6 tháng 5. Chidester là cựu thành viên của câu lạc bộ thuyền The Detroit News đã đưa tin. Văn phòng cảnh sát cho biết vụ tai nạn đã giết chết Alana Philip 8 tuổi, và em trai 4 tuổi của cô, Zion Philip Mẹ của họ là Maria Dot và một người anh chị em khác bị thương. Theo một công ty luật ở Detroit, đại diện cho gia đình Dot trong vụ kiện Chidester và quán rượu nơi cô ở trước vụ tai nạn. Bữa tiệc dành cho đứa con 3 tuổi của bạn Dot. Theo công ty luật, đó bị gãy xương sườn, xẹp phổi, có nhiều vết cắt và bầm tím, đứa con trai còn lại của cô bị gãy chân, gãy xương sườn và vỡ hộp sọ. Rachel Smoother khai trước tòa rằng cô có mặt tại bữa tiệc và chứng kiến cái chết của cháu trai và cháu gái mình smurter gần như không thể nguôi ngoài và nói rằng họ đang ngồi ăn ở bàn đó và người phụ nữ này đã đâm xe vào tòa nhà này hủy hoại toàn bộ cuộc sống của chúng tôi không ai phải đến dự một buổi tiệc sinh nhật mà nghĩ rằng mình sẽ chết theo trang web của câu lạc bộ thuyền nằm ngoài Swan Creek, gần hồ Erie, là một tổ chức dựa trên thành viên, tổ chức các bữa tiệc nghỉ lễ và các buổi lễ hội khác, đồng thời cung cấp không gian cập bến cho các thành viên sở hữu thuyền. Câu lạc bộ cũng quảng cáo trên mạng xã hội rằng các thành viên có thể thuê hội quán hoặc gian hàng để tổ chức các lễ hội, cũng như là tiệc sinh nhật. Giá xăng của California, vùng San Francisco, vượt quá 7 đô la một gallon. Một trạm xăng ở vùng San Francisco hiện đang bán hơn 7 ga cao hơn nhiều so với giá xăng trung bình của khoảng 5 đô la 42 xu của California. Theo Newsweek vào ngày thứ ba 23 tháng 4, giá xăng thường tại trạm xăng Chevron ở Menlo Park vào ngày chủ nhật là 7 đô la 29 xu, theo một tấm hình được một người đàn ông tên là Scott Batman đăng trên X. Nhưng ông Batman lưu ý Giá lẻ trạm xăng này là ngoại lệ, rất hiếm, nhưng trạm xăng đó ở Menlo Park đang bán trở lại hơn 7 đô la một gallon. Ông cho hay, theo kết quả tìm kiếm trên trang web theo dõi giá xăng GasBuddy, cũng là trạm xăng ở Menlo Park bán giá 7 đô la 29 xu một gallon vào ngày chủ nhật. Một trạm xăng khác ở khu vực đó bán gần 6 đô la 90 xu một gallon vào sáng ngày thứ ba. Giá xăng ở California hiện đang cao hơn trung bình cả nước Mỹ. Tính tới thứ Ba 23 tháng 4, giá xăng trung bình loại thường của cả quốc gia là 3 đô la 67 xu. Trong thời gian qua, giá xăng đã tăng do chiến sự Trung Đông làm giá dầu tăng, theo Hiệp hội xe hơi Hoa Kỳ AAA, nhưng sắp tới giá xăng có lẽ sẽ ngừng tăng vì nhu cầu giảm. Tình hình ở ngoại quốc, đặc biệt là chiến sự ở Trung Đông lẫn Ukraine, đang làm căng thẳng thị trường dầu, Ông Andrew Cross, là phát ngôn viên của AAA, ra thông báo cho biết vào tuần trước. Nhưng bây giờ là thời gian giữa cuối kỳ nghỉ xuân, với kỳ nghỉ là chiến sĩ trận vong, vốn là khoảng thời gian trong năm mà nhu cầu xăng lắng dịu. Tuy nhiên, thì giá xăng trung bình California vào hôm thứ Ba là 5 đô la 42 cent một gallon, cao hơn giá trung bình là 4 đô la 90 cent vào năm ngoái. Giá xăng California cao hơn trung bình cả quốc gia, một phần là do chi phí sản xuất cao. Nếu tính chi phí bảo trì, định kỳ sắp tới tại hai nhà máy lọc dầu lớn vào tháng 5, cũng như chiều hướng mua dầu để đầu tư trên thị trường toàn thế giới trong quý 2, người ta sẽ thấy giá xăng tăng vọt. Ông Tom Scholar, chuyên gia phân tích của Cơ quan Thông tin Giá Dầu OPIS đã nói. Thương gia David McCormick thắng cử sơ bộ tại Thượng viện Đảng Cộng Hòa tại Pennsylvania. Thương gia David McCormick đã giành được đề cử của đảng Cộng Hòa vào Thượng viện ở Pennsylvania, giúp ông đối mặt với Thượng nghị sĩ Bob Casey thuộc đảng Dân Chủ Pennsylvania. Trong một cuộc đua được theo dõi chặt chẽ, cuộc đua vào Thượng viện Pennsylvania sẽ là một trong những cuộc đua gây cấn nhất năm nay và sẽ giúp xác định Đảng nào kiểm soát Thượng viện trong phim họp tiếp theo của Quốc hội? McCormick đã phục vụ ở nhiều vị trí trong suốt những năm 2000 dưới thời chính quyền của George W. Bush, bao gồm cả Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề thế giới. Sau đó, ông giữ chức Giám đốc điều hành của Quỹ phòng hộ Bridgewater Associates từ chức vào năm 2022 để tìm kiếm sự đề cử của đảng Cộng Hòa cho một ghế thượng nghị sĩ do cựu thượng nghị sĩ Pat Toomey thuộc đảng Cộng hòa Pennsylvania nắm giữ vào thời điểm đó. Năm đó, ông đã suýt mất đề cử của đảng Cộng hòa vào tay Mehmet Oz, người được cựu tổng thống Donald Trump tán thành nhưng đã thua cuộc trong cuộc tổng tuyển cử trước thượng nghị sĩ John Federman thuộc đảng Dân Chủ Pennsylvania. Ông sẽ tái tranh cử trong năm nay với sự giúp đỡ của cựu tổng thống Donald Trump nhóm vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang và nhiều quan chức của Đảng Cộng Hòa. Cuộc thăm dò sớm đã cho thấy Casey ít nhất có lợi thế hơn McCormick một phần. Người đương nhiệm dẫn đầu với 4 điểm trong cuộc thăm dò của Đại học Emerson và 7 điểm trong cuộc thăm dò của Đại học Franklin Emerson đã được thực hiện vào tháng trước. Nhưng cuộc đua sẽ có thể kết thúc ở một tiểu bang quan trọng với cuộc bầu cử tổng thống diễn ra cùng lúc và các thành viên của cả hai đảng đều nói rằng McCormick, có thể đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với KC trong suốt sự nghiệp tại Thượng viện của ông. Cháy rừng 28 acre ở Arizona, ba người bị thương, trong đó có một người lính cứu hỏa. Những người lính cứu hỏa ở Arizona cho biết đang cố gắng ngăn chặn đám cháy rộng 28 mẫu anh ở phía đông của tiểu bang, phá hủy một số công trình và khiến ít nhất hai người phải nhập viện. Cục quản lý lâm nghiệp và cứu hỏa Arizona cho biết đám cháy Bowers bắt đầu vào tối ngày thứ hai và cháy ở lòng sông Baboquivari. Chúng tôi đã ban hành lệnh di tản đối với những khu dân cư gần đó và theo lực lượng sở cứu hỏa địa phương, một số công trình kiến trúc đã hư hại hoặc bị phá hủy do ngọn lửa. Sở cứu hỏa của Westmoreno cho biết một người đã được chuyển đến trung tâm y tế địa phương vì ngạt khói và một cư dân thứ hai được chuyển đến bệnh viện với vết thương do phỏng. Ngoài ra thì chính quyền địa phương cho biết người thứ ba được xác định là lính cứu hỏa bị thương nhẹ. Cho đến nay thì các nhà chức trách vẫn chưa nêu rõ nguyên nhân mà họ tin là đã gây ra vụ cháy rừng, nhưng cho biết vào mùa đông ẩm ướt đã khiến cho thảm thực vật phát triển đáng kể. Đỉnh điểm của những vụ cháy rừng thường xảy ra vào mùa hè, nhưng Cục Lâm nghiệp và Quản lý Hỏa hoạn tiểu bang Arizona cho hay hiện nay là mối nguy hiểm quanh năm hơn 80% các vụ cháy ở Arizona được ước tính là do con người gây ra và bộ này cho biết hàng trăm ngàn mẫu đất đã bị cháy mỗi năm. Các nhà lập pháp Tennessee chuẩn thuận cho phép giáo viên mang theo súng. Tiểu bang Tennessee ngày thứ Ba 23 tháng 4 thông qua dự luật cho phép một số giáo viên và nhân viên của trường công mang súng trong khuôn viên nhà trường, theo AP. Hạ viện Tennessee bỏ phiếu 68 trên 28 trưởng thuận dự luật này sau khi Thượng viện đã thông qua trước đó. Dự luật này đến đây sẽ được chuyển cho ông Bill Lee, thống đốc của Tennessee. Nếu ông Lee không phủ quyết, dự luật này sẽ trở thành luật dù ông ký hay không. Theo dự trù, ông Lee sẽ không phủ quyết vì Thượng viện và Hạ viện Tennessee chỉ cần đa số bỏ phiếu thuận là có thể vô hiệu hóa quyết định của ông. Sau khi có kết quả bỏ phiếu ở Hạ viện Tennessee vào ngày thứ Ba, phe phản đối dự luật đã hét vào các dân biểu đảng Cộng Hòa rằng tay quý vị dính đầy máu. Bốn dân biểu đảng Cộng Hòa và toàn bộ dân biểu đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu chống. Ngoài trừ ban giám hiệu nhà trường và cảnh sát, theo dự luật này, không ai được phép biết giáo viên hay nhân viên nào mang súng, gồm phụ huynh và thậm chí đồng nghiệp. Muốn được phép mang súng, giáo viên hoặc nhân viên phải được hiệu trưởng, học khu và sở cảnh sát đồng ý. Ngoài ra họ phải xin giấy phép mang súng đặc biệt và phải đi huấn luyện mỗi năm. Quốc hội Tennessee thông qua dự luật này sau hơn một năm xảy ra vụ xả súng tại trường tiểu học Nashville, làm ba học sinh và ba người lớn thiệt mạng hung thủ 28 tuổi là học sinh cũ của trường đã bị cảnh sát bắn chết. Thêm hàng triệu người lao động Hoa Kỳ sắp được hưởng overtime. Hàng triệu người lao động Hoa Kỳ sắp hội đủ tiêu chuẩn hưởng overtime là tiền làm thêm giờ, theo quy định mới được Bộ Lao động DOL công bố ngày thứ Ba, 23 tháng 4. CNN đã đưa tin, theo quy định mới, DOL nâng mức lương người lao động được hưởng overtime theo hai giai đoạn. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương đó được nâng lên 43.888 đô la một năm hay là 844 đô la một tuần. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, mức lương sẽ lên 58.656 đô la một năm hay là 1.128 đô la cho một tuần sẽ có thêm khoảng 4 triệu người được hưởng overtime khi quy định này được thực thi đầy đủ vào tháng 1 năm sau, DOL đã ước tính. Trong năm đầu tiên, quy định này sẽ dẫn đến kết quả là khoảng 1 tỷ 500 triệu đô la lợi tức của doanh nghiệp sẽ chuyển sang nhân viên. Quy định này nhằm giữ lời hứa với người lao động rằng ai làm việc hơn 40 tiếng một tuần thì phải được trả lương nhiều hơn cho thời gian đó, bà Julie Su, quyền bộ trưởng lao động cho hay trong thông báo của DOL. Quy định này nhằm giúp đỡ cho người lao động giữ chức vụ quản lý được trả lương thấp, chẳng hạn như người quản lý tìm thức ăn nhanh, vốn phải làm việc nhiều giờ nhưng không được hưởng lương overtime. Mức lương hiện tại hội đủ tiêu chuẩn hưởng lương overtime là 35.568 đô la một năm hay 684 đô la một tuần được DOL thời cựu tổng thống Donald Trump ban hành vào năm 2019. Những vụ biểu tình ở trường học, dân biểu Alice Stefanik kêu gọi Tổng thống Biden trục xuất những người ủng hộ khủng bố bằng thị thực. Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Alice Stefanik thuộc Đảng Cộng Hòa New York đã gửi một lá thư đến các quan chức hàng đầu của Tổng thống Biden về các cuộc biểu tình chống Israel đang diễn ra tại Đại học Columbia, yêu cầu liên bang can thiệp để bảo vệ sinh viên Do Thái, trong một bức thư đề ngày thứ ba, Stefanik đã viết cho Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Nữ nghị sĩ New York không dè dặt khi mô tả tình trạng hỗn loạn do các cuộc biểu tình chống Israel tại Học viện Ivy League của thành phố New York gây ra, đe dọa sinh viên và giảng viên do Thái các lớp học tại Columbia sẽ hoàn toàn phải học trực tuyến trong thời gian còn lại của học kỳ do những người biểu tình đã tiếp quản khuôn viên trường học. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã đổ lỗi cho những kẻ kích động bên ngoài đã thổi bùng ngọn lửa trong cuộc họp báo ngày thứ Ba. Stefanik kêu gọi sự chú ý đến tình cảnh chống do thái của những người biểu tình trong bức thư của mình. Bà viết, trong vài ngày qua, tình trạng hỗn loạn đã nhấn chìm khuôn viên Đại học Columbia và tạo ra một môi trường không an toàn cho sinh viên và giảng viên Do Thái. Quý vị có khả năng và thẩm quyền để ngăn chặn điều này và thực hiện các bước cụ thể để buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện mô tả những người biểu tình là một đám đông sinh viên và những kẻ kích động không được phép tiếp tục nhắm mục tiêu vào sinh viên Do Thái và trích dẫn các vụ việc chống lại Do Thái đã xảy ra do hoạt động của họ. Những biện pháp mạnh cần thiết đối với những kẻ kêu gọi khủng bố và tấn công bạo lực. Stefanik đã trích dẫn đạo luật nhập cư và quốc tịch, trong đó tuyên bố rằng bất cứ ai ủng hộ chủ nghĩa khủng bố đều có thể không đủ điều kiện cư trú tại Hoa Kỳ, đồng thời lưu ý rằng những người biểu tình đang ủng hộ một cách trắng trợn cho Hamas và các tổ chức khủng bố khác có thể lây lan. Stefanik đã lập luận, tôi yêu cầu các bạn thực thi luật hiện hành để thu hồi thị thực và trục xuất những sinh viên có thị thực vì hành động chống do thái của họ. Đảng Cộng Hòa cũng kêu gọi Bộ Giáo dục, Bộ Columbia phải chịu trách nhiệm bằng cách thu hồi mọi khoản tiền tài trợ, liên bang mà trường Ivy League nhận được. Các công tố viên yêu cầu phạt cựu Tổng thống Donald Trump vì vi phạm lệnh cấm phát ngôn. Các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán giám sát phiên tòa xét xử vụ cựu tổng thống Trump chi tiền cho bà Stormy Daniel vào ngày 23 tháng 4, phạt cựu tổng thống Donald Trump 10.000 đô la về vi phạm lệnh cấm phát ngôn của tòa án, vốn ngăn cản cựu tổng thống chỉ trích các nhân chứng và những người khác có liên quan tới vụ án. Khi cựu tổng thống Trump theo dõi từ bàn của bị cáo, công tố viên Christopher Conroy của New York đã trích dẫn những bài đăng từ trú Social của cựu tổng thống mà ông cho rằng đã vi phạm lệnh cấm phát ngôn. Thẩm phán Hon Merchant lắng nghe trao đổi về việc liệu cựu tổng thống Trump có vi phạm lệnh cấm phát ngôn trong vụ án này hay không, tuy nhiên ông chưa đưa ra phán quyết. Lời khai hữu thể của Pecker là một phần của phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử cựu tổng thống. Điểm nổi trội nhất trong lời khai của Pecker là việc ông thẳng thắn nói về cố gắng tận dụng quyền lực của ông tại National Enquirer để giúp cựu tổng thống Trump. Người ta dành khá nhiều thời gian cho câu chuyện về Dino Sachudin, một người từng làm nhân viên gác cổng tại Trump Tower, cho rằng cựu tổng thống Trump có một người con ngoài giá thú Tôi quyết định mua câu chuyện do có thể gây ra tình trạng rối loạn cho chiến dịch tranh cử và cho ông Trump, Packer nói. Pecker và nhân viên thuộc cấp của ông cuối cùng kết luận câu chuyện của Sartreding là sai sự thật. Tờ báo cũng đăng những câu chuyện gây tổn hại cho các đối thủ của ông trong cuộc chạy đua đề cử cho đảng Cộng hòa năm 2016. Mối liên hệ giữa cựu tổng thống Trump và National Enquirer không phải là con đường một chiều, theo lời của Pecker. Mối giao hảo giữa Pecker và cựu tổng thống giúp doanh số bán báo gia tăng. Pecker khai rằng những câu chuyện đào sâu vào đời sống hôn nhân giữa cựu tổng thống Bill Clinton và ứng cử viên đảng Dân Chủ năm 2016 Hillary Clinton cũng thu hút rất nhiều độc giả, chẳng hạn như những tựa đề nói Bill Clinton là kẻ lăng nhăng vụ người gác cổng theo một ý nghĩa nào đó không liên quan tới việc cựu tổng thống Trump có tội hay vô tội. Điều tương tự cũng có thể nhắc tới, đó là một thỏa thuận khác mà Packer thực hiện với cựu người mẫu Playboy Karen McDougal. Bà cũng tuyên bố là có quan hệ với cựu tổng thống. Các cáo buộc hình sự thách thức cựu tổng thống liên quan tới vụ Stormy Daniels không phải là hai vụ vừa kể. Các công tố viên đang cố gắng chứng minh rằng trong từng vụ, cựu tổng thống Trump đều lo sợ những câu chuyện đó có thể cản trở vận may bầu cử của ông để các bồi thẩm viên tin như vậy, thì bên công tố sẽ có nhiều cơ hội để buộc cựu tổng thống Donald Trump phạm trọng tội. Việc làm giả hồ sơ kinh doanh chỉ là khinh tội trừ khi các công tố viên có thể chứng minh được việc đó nhằm tiếp tay cho một tội trạng khác Cựu Tổng thống Donald Trump không bị buộc bất cứ tội danh nào khác trong vụ này. Nhưng các công tố viên muốn cáo buộc rằng cựu Tổng thống Donald Trump đang cố gắng che giấu cho cuộc bầu cử bằng cách không cho cử tri biết những gì lẽ ra họ nên biết. Sứ ngôn viên Jesse Waters nói rằng đây là phiên tòa trình diễn chính trị mà cựu Tổng thống không được phép lên tiếng. Nhân chứng đầu tiên của phiên tòa, người điều hành tờ National Enquirer, David Packer, người làm chứng rằng ông ấy đã giúp phát hiện và loại bỏ những câu chuyện xấu về cựu tổng thống Donald Trump trong nhiều năm. Điều này không trái pháp luật. Vào lần cuối cùng chúng tôi kiểm tra và vì nó đã diễn ra trước khi cựu tổng thống Donald Trump còn là ứng cử viên. Nó chứng tỏ sự sắp xếp là việc riêng tư và không vi phạm chiến dịch. Cựu tổng thống Donald Trump không thể nói trực tiếp đến phiên tòa thế kỷ, nhưng mọi ký giả và nhân chứng đều có thể tổng thống biden đổ lỗi cho cựu tổng thống donald trump về luật chống phá thai cực đoan nhất của quốc gia ở florida Tổng thống Joe Biden đã tấn công cựu tổng thống Trump khi đang vận động tranh cử ở Tampa, Florida vào ngày thứ Ba, đổ lỗi cho cựu tổng thống về lệnh cấm phá thai kéo dài 6 tuần của tiểu bang sẽ bắt đầu vào tuần tới. Theo một báo cáo từ Rock Hall, tuần tới, một trong những luật chống phá thai cực đoan nhất của quốc gia sẽ có hiệu lực tại Florida. Đó là hình sự hóa việc chăm sóc sức khỏe sinh sản trước khi phụ nữ biết liệu họ có mang thai hay không. Ý tôi là điều này thật kỳ lạ. Tòa án tối cao Florida đã ra phán quyết vào tháng trước rằng lệnh cấm phá thai kéo dài 6 tuần do thống đốc Ron DeSantis ký có thể mất hiệu lực, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5. Nó đặt ra cho tiểu bang một trong những luật hạn chế nhất về phá thai sau khi tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ phán quyết Roe v Wade vào tháng 6 năm 2022 và mang lại cho tổng thống Biden một nền tảng vận động tranh cử ở tiểu bang nghiêng về Đảng Cộng hòa này hãy thật sự rõ ràng tổng thống biden nói có một người phải chịu trách nhiệm về cơn ác mộng này và ông ấy đã thừa nhận và khoe khoang về điều đó đó là donald trump vấn đề phá thai đã trở thành chủ đề bàn tán giành chiến thắng của đảng dân chủ các cử tri đã chọn đưa những biện pháp bảo vệ quyền phụ nữ vào hiến pháp tiểu bang của họ mỗi khi việc phá thai được đưa vào lá phiếu bao gồm ở kansas kentucky và ohio những tiểu bang nơi cựu tổng thống Trump đã đánh bại tổng thống Biden vào năm 2020. Cử tri ở Florida sẽ có cơ hội bỏ phiếu quyền phá thai vào mùa thu. Nếu biện pháp này được thông qua, nó sẽ cho phép thủ tục này được duy trì cho đến khi thai nhi nhìn chung có thể sống sót bên ngoài tử cung, giai đoạn đạt được vào khoảng tuần thứ 24 của thai kỳ. Cựu Tổng thống Donald Trump gần đây đã cố gắng rút lại những tuyên bố trước đây của mình về việc phá thai, và nói rằng việc lật ngược Roe v. Wade là vì quyền của các tiểu bang, chứ không phải là lập trường chống phá thai. Cựu Tổng thống Donald Trump trước đây đã bổ nhiệm ba thẩm phán bảo thủ vào tòa án tối cao, dẫn đến việc Roe v. Wade bị lật đổ, và ông cũng là Tổng thống ủng hộ sự sống nhất từ trước tới nay. Dân biểu George Santos tuyên bố kết thúc tranh cử vào quốc hội sau khi không quy động được tiền. Cựu dân biểu Hoa Kỳ George Santos vào ngày thứ Ba cho biết ông sẽ từ bỏ cố gắng của mình để quay trở lại quốc hội, nhiều tháng sau khi ông bị trục xuất khỏi hạ viện trong khi phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc gian lận liên bang. Santos, người đang tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập cho khu vực quốc hội số 1 ở New York, ông cho biết sẽ rút khỏi cuộc đua trong một bài đăng trên X. Thông báo này được đưa ra sau khi Ủy ban vận động tranh cử của cựu dân biểu bị thất sủng, báo cáo không có khoản gây quỹ hoặc chi tiêu nào trong tháng 3, làm dấy lên suy đoán rằng chiến dịch tranh cử của ông đã không thành công. Santos vào tháng trước đã phát động một chiến dịch thách thức dân biểu của đảng Cộng hòa Nick LaLota trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở khu vực quốc hội phía đông Long Island, một quận khác với quận mà ông đại diện trước đây. Và tuần sau thì Santos cho biết ông sẽ rời đảng Cộng hòa và thay vào đó sẽ tranh cử chiếc ghế này với tư cách độc lập. George Santos đã bị trục xuất khỏi Hạ viện vào tháng 12 sau một báo cáo gây tổn hại đến Ủy ban Đạo đức xác định rằng có bằng chứng rõ ràng về việc vi phạm pháp luật và rằng ông không thể tin cậy được. Ông là thành viên thứ sáu bị đồng nghiệp trục xuất trong lịch sử quốc hội. Pfizer, BioNTech và Moderna kiện lẫn nhau về bằng sáng chế vaccine COVID-19. Theo Reuters, hãng Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức đã yêu cầu tòa án hủy bỏ bằng sáng chế của Moderna của Mỹ liên quan tới công nghệ mRNA trong việc sản xuất vaccine COVID-19. Pfizer và BioNTech kiện Moderna ra tòa tối cao London từ tháng 9 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi Moderna phản pháo kiện ngược Pfizer và BioNTech vi phạm bằng sáng chế của họ. Moderna cho rằng Pfizer và BioNTech đã sao chép những tiến bộ về kỹ thuật mRNA mà Moderna đã sáng chế trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019. Đáp lại, Pfizer, BioNTech lập luận rằng những đột phá của Moderna về kỹ thuật mRNA chỉ là những cải tiến hiển nhiên từ các nghiên cứu trước đó. Moderna còn đòi bồi thường thiệt hại bằng doanh số bán ra của các vaccine Comirnaty do liên doanh Pfizer-BioNTech sản xuất kể từ tháng 3 năm 2022. Pfizer-BioNTech và Moderna cũng đang tham gia vào các thủ tục tố tụng cùng lúc tại Đức, Hòa Lan, Bỉ và Hoa Kỳ, cũng như tại văn phòng cấp bằng sáng chế châu Âu EPO. Chương trình thị thực vàng bóp nghẹt giấc mơ mua nhà của người dân châu Âu thị thực vàng là chương trình tạo điều kiện cấp quyền cư trú cho những người đầu tư giàu có người ngoại quốc rót tiền vào lĩnh vực như bất động sản kinh doanh Bên cạnh đó còn có chương trình sổ thông hành vàng, cấp quyền công dân thông qua đầu tư, nhưng thường đòi hỏi nguồn vốn lớn cùng nhiều thủ tục và thời gian. Sau một thập niên, chương trình này đã thu hút hàng tỷ euro đầu tư, nhưng nó cũng góp phần gây ra cuộc khủng hoảng nhà ở trầm trọng cho chính người dân Tây Ban Nha, đã phải làm thêm 100 tiếng mỗi tháng để tiết kiệm một người đã than phiền tôi không đủ khả năng chi trả nếu người ngoại quốc làm tăng giá nhà đối với người dân địa phương như chúng tôi thì đó là bất công đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng trong giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tây ban nha đã thông báo sẽ loại bỏ thị thực vàng trước tây ban nha nhiều chính phủ trên khắp châu âu cũng có hành động tương tự nhiều quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung của châu Âu đã khai triển chương trình thị thực vàng vào thời điểm cuộc khủng hoảng nợ châu Âu lên đỉnh điểm vào năm 2012 để giúp bù đắp thâm hụt ngân sách. Các quốc gia cần gói cứu trợ thế giới, trong số đó có Tây Ban Nha, Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Đặc biệt có nhu cầu với tiền mặt để trả nợ và họ nhận thấy thị thực vàng là con đường giúp thu hút các nhà đầu tư, đồng thời vực dậy thị trường bất động sản đang suy yếu. Lựa chọn của họ đem lại thành quả, chỉ riêng Tây Ban Nha đã cấp 14.576 thị thực cho những người giàu có đầu tư bất động sản trị giá hơn 500.000 euro, nhưng điều này đang đẩy những người Tây Ban Nha ra khỏi thị trường nhà. Các thành phố lớn đang đối mặt với thị trường căng thẳng cao độ và gần như không thể tìm được nhà ở đàng hoàng cho những người đã làm việc và nộp thuế. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh trong một bài phát biểu vào tháng 4 khi tuyên bố kết thúc chương trình thị thực vàng. Thị thực giúp những công dân ngoài Liên minh châu Âu dễ dàng mua được quyền cư trú tạm thời, đôi khi không cần phải sống ở nước sở tại. Các nhà đầu tư Trung Quốc, Nga và Trung Đông đã đổ xô mua bất động sản thông qua chương trình này những năm gần đây sau sự kiện brexit người anh cũng tìm đến mua nhà ở hy lạp bồ đào nha và tây ban nha bên cạnh đó ngày càng nhiều người mỹ cũng lựa chọn thị thực vàng để tận hưởng lối sống mà họ không đủ khả năng trả ở những thành phố lớn ở mỹ tuy nhiên các quốc gia trên cấp châu âu đang dần loại bỏ hoặc tạm ngưng chương trình trong bối cảnh các chính phủ tìm cách khắc phục thiệt hại do thị trường nhà đất Bộ đầu nhà là quốc gia đã thu được hơn 5,8 tỷ euro đầu tư từ thị thực vàng đã sửa đổi chương trình vào tháng 10 năm 2023 để loại bỏ bất động sản khỏi khoản đầu tư nhằm giảm tình trạng mua nhà để đầu tư và hạ nhiệt cho chương trình nhà ở đang quá nóng dòng người ngoại quốc đến sinh sống đã khiến cho hàng ngàn công dân Bồ Đào Nha có thu nhập thấp phải rời bỏ nhà cửa ở các thành phố như Lisbon, Hy Lạp, một trong những quốc gia cuối cùng ở châu Âu cung cấp thị thực vàng, cũng đang nâng ngưỡng đầu tư ngoại quốc 500.000 euro lên 800.000 euro ở khu vực Athens và trên các hòn đảo nổi tiếng như Mykonos và Santorini. Một người đàn ông Canada thiệt mạng ở Cuba Gia đình nhận được thi thể là một người Nga. Gia đình ở Canada đang hoang mang sau khi bị giao lộn thi thể người khác, không phải thi thể người cha qua đời của họ ở Cuba, theo AP cho biết. Lẽ ra tăng lễ của Farah sáu mươi 68 tuổi, là cư dân Quebec, được tổ chức vào ngày Chủ nhật và thứ hai vừa qua. Cô Miriam trachua là con gái của ông, đã phải gọi điện thoại và email cho rất nhiều giới chức để cố gắng tìm thi thể của cha mình nhưng không thành công. Tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy có ai trả lời, cô Chachua đã cho biết, cha tôi đâu, vào ngày 22 tháng 3, cô Chachua đến tắm biển với cha mình ở gần Varadero Cuba trong chuyến nghỉ mát gia đình thì ông bất thình lình lên cơn đau tim rồi qua đời, cô cho biết, vì ở đó không có cơ sở y tế nào, thi thể của ông Chachua được phủ lại và để trên ghế của bãi biển giữa trời nóng hơn 8 tiếng mới có xe đến chở đi Havana theo cô Cha Chua. Sau đó thì cô không biết chuyện gì xảy ra. Cô cho hay cô đã làm theo Tòa lãnh sự Canada hướng dẫn và trả 7.300 đô la để đưa thi thể của cha về nước. Tuy nhiên, thi thể trong quan tài được giao cho gia đình của cô vào cuối tuần trước là của người đàn ông Nga trẻ hơn cha cô ít nhất 20 tuổi. Và không như cha cô, người đàn ông Nga này tóc đầy đầu và có xăm mình. Thi thể của người đàn ông Nga này đã được đưa về quốc gia, nhưng gia đình của cô Chachur hiện không biết thi thể cha cô đang ở đâu. Khi cô Chachur đã liên lạc với Tòa lãnh sự Canada ở Cuba, họ đổ thừa rằng công ty sắp xếp dịch vụ giao thi thể này. Kể từ đó thì cô cho hay cô đã gửi email tới một loạt các giới chức chính phủ của Canada gồm thành viên quốc hội, đại diện địa hạt của cô. Người này đồng ý sẽ liên lạc với bà Melanie Jolie là ngoại trưởng Canada. Bộ Vấn đề Toàn cầu Canada đã gửi email loan báo giới chức lãnh sự đang làm việc với chính quyền Cuba và gia đình của cô Chacho để giải quyết vấn đề này. Nhưng cô Chacho cảm thấy cô không nhận được câu trả lời cô cần. Cô nói cô hy vọng đích thân Ngoại trưởng Jolie can thiệp để gây áp lực với Cuba. Theo khảo sát, Đức dẫn đầu về vai trò lãnh đạo toàn thế giới. Nga cũng đứng đầu, nhưng từ dưới đêm lên. Đức là quốc gia được xếp hạng hàng đầu về vị trí lãnh đạo toàn thế giới theo một cuộc thăm dò mới của Viện Gallup được công bố ngày 23 tháng 4 dựa trên các cuộc khảo sát ở 133 quốc gia. Xếp hạng tín nhiệm của Đức đứng ở mức 46% vào năm 2023, trong khi Hoa Kỳ theo sát phía sau với 41%. Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức tự hào có tỷ lệ tán thành vai trò lãnh đạo 60% trên lục địa, vượt xa Hoa Kỳ hai chỉ số. Hoa Kỳ là một cường quốc thống trị trong lịch sử, đã chứng kiến sự sụp giảm nhẹ về tỷ lệ tán thành, vai trò lãnh đạo ở một số quốc gia châu Phi và Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới. Tỷ lệ không tán thành sự lãnh đạo của Hoa Kỳ tăng lên 36%, đánh dấu mức tăng 1 điểm phần trăm so với năm trước. Cuộc chiến ở Gaza dường như đã ảnh hưởng đến bản xếp hạng chấp thuận của Hoa Kỳ ở một số quốc gia. Gallup nhận thấy có sự suy giảm nhẹ các quốc gia được khảo sát sau khi xung đột bắt đầu. Sự ủng hộ kiên định của Hoa Kỳ dành cho Israel dường như đã tăng tỷ lệ tán thành ở Israel lên 81%, nhưng tỷ lệ tán thành của họ lại giảm xuống còn 11% ở nhà nước Palestine. Bà Mariam Jalanger dalafur giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Đại học George Washington nói, Hoa Kỳ được coi là áp dụng luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế một cách không nhất quán, chỉ trích nga lạm dụng ở ukraine nhưng không chỉ trích các đồng minh như israel và vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở gaza bà nói rằng việc hoa kỳ phủ quyết lệnh ngừng bắn ở gaza được đa số các quốc gia thành viên ủng hộ có thể làm xói mòn niềm tin vào pháp luật quốc tế cuộc thăm dò đưa ra một hình ảnh ảm đạm về nước Nga, đặc biệt là ở châu Âu, với tỷ lệ không tán thành hơn 90%. Tuy nhiên, nhìn chung tỷ lệ chấp thuận của lãnh đạo Nga ở mức 22% vào năm ngoái đã tăng 21% vào năm 2022, với 58%. Trung Quốc có tỷ lệ tán thành cao nhất ở châu Phi, tiếp theo là Mỹ 56%, Đức 54% và Nga 42%. Tuy nhiên ở hầu hết các nơi trên thế giới, Hoa Kỳ được xem là có lợi thế về quyền lực mềm so với Trung Quốc trên khắp thế giới, việc lãnh đạo của Hoa Kỳ được đánh giá ở Kosovo cao hơn 84% so với phần còn lại của thế giới. Nga đã dành cho Hoa Kỳ tỷ lệ không tán thành cao nhất là 88%. Với 39% tán thành, Hoa Kỳ nhận được sự tán thành cao nhất ở châu Mỹ, tiếp theo là Đức với 29%. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị bắt vì nghi nhận hối lộ. Cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine bị cơ quan an ninh Ukraine bắt giữ. Theo Avia Pro và Prebda, thông tin được kênh tin tức nội bộ của Ukraine là Resident Telegram đăng tải sau khi họ nhận được tin từ một nhân vật ở văn phòng tổng thống Ukraine. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi tướng Valery Zaluni từ chối đảm nhiệm chức vụ đại sứ Ukraine tại Anh. Kênh Resident cho biết, tướng Zaluni bị SBU giam giữ từ một tháng trước và đang được canh phòng nghiêm ngặt do văn phòng tổng thống Ukraine muốn thuyết phục ông đồng ý làm việc tại London và từ bỏ tham vọng trở thành tổng thống. Theo kênh Resident, ông Andrew Elmark, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, đã ra lệnh cho SBU phải nhận được sự đồng ý công khai của tướng Zaluzny về việc nhận làm đại sứ tại Anh nhằm ngăn cựu chỉ huy quân đội này tham gia cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. Một số quan chức Ukraine lo ngại ông Zaluzny có thể dùng chức vụ và quyền hạn để tổ chức những hành động chống lại giới lãnh đạo hiện nay của Ukraine. Tướng Valery Zaluzny được cho là người đứng sau phần lớn các hành động quân sự của Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ông giữ vị trí tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine kể từ tháng 7 năm 2021 và đến tháng 2 năm 2024 bị sa thải với lý do Ukraine cần đưa ra những cách mới và chiến lược mới trong cuộc chiến với Nga. Theo hãng tin TASS và Reuters, dẫn thông báo ngày 23 tháng 4 của Ủy ban điều tra viết, Thứ trưởng Quốc phòng Timur Vladimirovich Ivanov đã bị bắt vì tình nghi phạm tội theo phần 6 Điều 290 Bộ Luật Hình sự Nga nhận tội hối lộ. Người phát ngôn Điều Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã được thông báo về vụ việc. Trước đó vào ngày 23 tháng 4, ông Ivanov đã tham gia một cuộc họp cấp bộ trưởng mở rộng do Bộ trưởng Shoigu chủ trì với sự tham gia của nhiều quan chức cao cấp và các chỉ quy quân sự hàng đầu của Nga. Mặc dù Ủy ban điều tra của Nga không cung cấp tin tức chi tiết về vụ việc, nhưng đã cho biết ông Ivanov bị nghi ngờ nhận hối lộ trên mức độ lớn. Theo điều khoản liên quan đến Bộ luật hình sự Nga, được Ủy ban trích dẫn, những khoản hối lộ như vậy liên quan đến số tiền ít nhất là 1 triệu rúp là hơn 10.500 đô la. Nếu bị kết tội, ông Ivanov có thể phải đối mặt với án tù là 15 năm. Hiện tượng lạ Phần Lan chứng kiến tuyết rơi muộn bất thường trong hơn 50 năm. Ngày 23 tháng 4, Phần Lan đã chứng kiến tuyết rơi bất thường vào cuối tháng 4, gây ra tình trạng hỗn loạn về xe cộ, khiến cho tuyến xe điện phải ngừng hoạt động, trong khi không ít chuyến bay đã phải hủy. Việc tuyết rơi vào cuối tháng 4 hoặc trong tháng 5 không phải là chưa từng thấy ở quốc gia Bắc Âu này. Người Phần Lan còn có một từ Takatavi để mô tả hiện tượng lạnh bất thường này khi mùa xuân đã đến. Tuy nhiên, theo Viện Khí tượng Phần Lan FMI, lần gần đây nhất xảy ra hiện tượng này ở Helsinki, Helsinki là vào ngày 23 tháng 4 năm 1972, tức là cách đây đúng hơn 52 năm. Một khu vực rộng đã đón không khí lạnh từ phía đông từ tối ngày 22 tháng 4, đem theo mưa đá và làm tuyết rơi vào ngày 23 tháng 4. Tuyết dày đến 8 cm ở Helsinki và nhiều nơi khác ở miền Nam, lượng tuyết dày tới 20 cm. Cơ quan quản lý hệ thống giao thông công cộng ở vùng Helsinki, HSL đã dự báo rối loạn giao thông công cộng ở vùng thủ đô trong cả ngày. Tất cả dịch vụ xe điện tại trung tâm thành phố Helsinki phải dừng hoạt động, dự báo hủy và tạm dừng các chuyến trong hệ thống đường sắt và xe bus. Trong khi đó, thì phi trường Helsinki cho biết là nhiều chuyến bay cũng phải hủy do điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất thường. Nhà chuyên môn Siskonen dự báo tuyết tiếp tục rơi tới hết ngày 23 tháng 4 và giảm vào buổi tối và nhiệt độ sẽ tăng lên trong những ngày tới. Giới chức Milan của Ý gây tranh cãi vì cấm bán kem lúc nửa đêm. Giới chức Milan bị cáo buộc tuyên chiến với văn hóa ăn kem khi đề nghị cấm bán kem và đồ ăn mang đi sau nửa đêm để tránh gây ồn ào. Marco Granelli, phó thị trưởng, phụ trách an ninh công cộng ở Milan, gần đây đã công bố đề nghị cấm bán đồ ăn mang đi sau nửa đêm tại các khu trung tâm của thành phố sau khi nhiều người dân địa phương phàn nàn bị mất ngủ vì quá ồn ào. Theo kế hoạch, các quán bar, nhà hàng, những tiệm kem phải đóng cửa khu vực ngoài trời từ 0 giờ 30 phút các ngày trong tuần, 1 giờ rưỡi vào ngày cuối tuần. Nếu được thông qua, quy định sẽ có hiệu lực từ tháng 5 đến tháng 11 tại 12 khu vực trung tâm của Milan. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị chỉ trích là đi quá xa và nhiều người cho rằng giới chức Milan đang tuyên chiến với món kem nổi tiếng của thành phố miền Bắc Italy. Họ lập luận rằng Tụ tập ăn kem đêm khuya đã trở thành truyền thống không thể thiếu trong văn hóa của Italy. Các gia đình Italy thường làm gì vào mùa hè? Họ đi dạo sau bữa tối và ăn kem. Marco Barbieri, người đứng đầu hiệp hội các nhà bán lẻ Italy của Milan đã nói: "Điều này đã trở thành truyền thống từ xưa, nếu bị can thiệp, mọi người chắc chắn sẽ không hài lòng, dù thông cảm với những người sinh sống tại các tụ điểm ăn chơi về đêm ồn ào." Ông Barbieri cho rằng biện pháp cấm bán đồ ăn mang đi sẽ không có tác dụng. Cấm uống một chai nước, ăn một cây kem hay pizza không giải quyết được vấn đề vì mọi người sẽ vẫn ra đường đi chơi. Liệu một thanh niên 25 tuổi có về nhà lúc nửa đêm chỉ vì không thể mua đồ ăn mang về hay không? Còn những người du khách muốn ăn kem thì sao? Ông đặt câu hỏi. Thị trưởng Milan Giuseppe Sala phản bác lại, cho rằng đây là yêu cầu của nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Chúng tôi không thay đổi văn hóa, mà chỉ áp đặt những hạn chế nhỏ. Ông Barberi có thể đến văn phòng tôi và xem hàng trăm đơn khiếu nại của những người dân mất ngủ. Thị trưởng Sala nói, Hiệp hội khách sạn Italy cũng lo ngại nguy cơ quy định mới có thể gây thiệt hại cho các doanh nghiệp. Một người đàn ông ở Bỉ được tha tội sai rượu lái xe vì cơ thể tự tiết ra chất cồn. Một người Mỹ được tòa tha tội say rượu lái xe vào ngày thứ Hai 22 tháng 4 vì bị chứng bệnh hiếm ABS là cơ thể tự tiết ra chất cồn, luật sư của ông cho biết theo Reuters. Thêm sự trùng hợp không may, ông này làm việc ở nhà máy bia. Bà Anne queer luật sư của ông đã nói với Reuters. Tuy nhiên, ba bác sĩ khác nhau đã khám cho ông đều xác nhận ông bị ABS. Bà queer cho biết, tại phiên tòa xét xử ở Bruges vào ngày thứ Hai, Chánh án nhấn mạnh bị cáo này không có triệu chứng say rượu. Báo chí bị đưa tin theo quy định tư pháp ở Bỉ giới chức không nêu danh tính của ông. Bà Lisa Florin, nhà sinh vật học tại bệnh viện AZ St. Lucas của Bỉ giải thích rằng người bị ABS tiết ra chất cồn giống như loại cồn trong thức uống có cồn nhưng họ thường ít cảm thấy bị say hơn. ABS không phải bệnh bẩm sinh mà là hệ quả của chứng bệnh khác về đường ruột theo lời của bà Florin cho biết. Hãng Apple đã rút WhatsApp và Threads ra khỏi Apple Store sau lệnh của Bắc Kinh. Telegram và Signal, hai ứng dụng nhắn tin ngoại quốc khác cũng đã bị xóa khỏi cửa hàng vào ngày thứ Sáu, theo các công ty theo dõi ứng dụng KeyMind và AppMatrix. Apple cho biết vào ngày thứ Sáu rằng họ đã phải xóa WhatsApp và Threads của Meta Platform khỏi App Store ở Trung Quốc, sau khi được chính phủ Trung Quốc yêu cầu phải làm như vậy với lý do lo ngại về an ninh quốc gia, việc loại bỏ bốn ứng dụng này cho thấy chính quyền trung ương Trung Quốc ngày càng không khoan dung đối với ít nhất một số dịch vụ nhắn tin trực tuyến ngoại quốc nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ cũng báo hiệu Apple sẽ có ít thời gian hơn ở Trung Quốc. Điều đó cho thấy các ứng dụng Meta khác bao gồm Facebook Instagram và Messenger vẫn có sẵn để tải xuống, theo kiểm tra của Reuters vào ngày thứ Sáu. Nhiều ứng dụng phổ biến khác do các công ty phương Tây phát triển, bao gồm YouTube và X, cũng có sẵn. Hiện chưa rõ WhatsApp và Threads có thể gây lo ngại an ninh cho chính quyền Trung Quốc như thế nào. Apple cho biết trong một tuyên bố gửi qua email, cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đã ra lệnh xóa các ứng dụng này khỏi cửa hàng Trung Quốc dựa trên những lo ngại về an ninh quốc gia của họ. Tuyên bố cho biết, Chúng tôi có nghĩa vụ tuân theo luật pháp ở các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động, ngay cả khi chúng tôi không đồng ý. Tin Việt Nam giúp người phụ nữ Mỹ gốc Việt đập xe hơi tình địch. Hai người ở Đà Nẵng lãnh án tù. Bị nhắn tin chửi bới vì cho rằng có mối quan hệ mập mờ với chồng người khác, một người Mỹ gốc Việt đã tức giận gọi điện thoại về Việt Nam nhờ người đập phá xịt sơn lên xe hơi của tình địch. Ngày 23 tháng 4, tòa án ở thành phố Đà Nẵng đã xét xử và tuyên án hai người là Lê Văn Sinh Nhật, 49 tuổi, ở quận Sơn Trà 4 năm rưỡi tù và Nguyễn Quang Nam 29 tuổi, ở quận Cẩm Lệ 4 năm tù cùng tội về cố ý làm hư hỏng tài sản. Riêng bà Nguyệt là một người Mỹ gốc Việt chưa rõ thân nhân lai lịch. Công an đã tách vụ án để điều tra tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Khi bắt giữ được sẽ xử phạt sau. Một tờ báo trong nước dẫn cáo trạng cho biết ngày 9 tháng 9 năm 2023, Ông Nhật nhận được cuộc gọi qua Messenger từ chị họ là bà Nguyệt kể việc mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông ở quận Sơn Trà nhưng bị vợ của ông là cô DTL 29 tuổi ở nại Hiên Đông quận Sơn Trà phát hiện nhắn tin chửi bới nên nhờ ông Nhật đập xe để trả thù. Sau khi nhắn tin qua lại để xác định chính xác vị trí, hình ảnh chiếc xe hơi Toyota Corolla Cross màu xanh của cô L và đồng ý số tiền thù lao, chiều ngày 19 tháng 9 năm 2023, ông Nhật đã ra chợ mua hai bình sơn xịt rồi gọi cho ông Nguyễn Quang Nam qua nhà ăn tối và hẹn nhau đi đập phá xe thì ông Nam đồng ý. Khoảng 2 giờ khuya ngày 17 tháng 9 năm 2023, Cả hai chở nhau đến ngã ba Hồ Sĩ Tân và Hoa Lư, rồi cùng nhau dùng sơn xịt xung quanh thân chiếc xe hơi của cô Eo. Sau đó ông Nhật về nhà gọi điện thoại qua Messenger, báo cho bà Nguyệt biết việc đã làm nhưng bà này không bằng lòng vì chỉ xịt sơn mà phải đập phá xe. Đồng thời bà Nguyệt tăng thù lao lên 10 triệu đồng là 393 đô la cho mỗi người, cho hai người này nếu làm đúng ý. Cả hai sau đó đã quay lại chỗ chiếc xe và tiếp tục cầm búa đập vỡ các cửa kính, Lúc đó thì ông Nhật đã dùng điện thoại gọi cho bà Nguyệt để chứng kiến việc phá hoại xe. Sáng cùng ngày thì bà Nguyệt đã cho số điện thoại của người thân và nói ông Nhật đến nhận trước 10 triệu đồng. Ông Nhật đã chia một nửa số tiền cho ông Nam. Trong khi đó thì cùng lúc cô Eo đã đến công an phường Nại Hiên Đông trình báo sự việc. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. tin vui, vui tin vui. vui nhận được tin vui mừng quá quý vị ơi thông báo tin vui cho hồng loan bảo lộc sáng nay nhờ hồng loan bảo lộc đọc nhắn tin của chú tìm cô kiều loan thật là kỳ diệu và hiệu quả chiều nay cô kiều loan đã gọi lại cho chú mà cả năm nay không liên lạc được cảm ơn hồng loan và bảo lộc rất nhiều chú trần vĩnh trung chúc mừng chúc mừng chú dù <laughs> chúc mừng cô chú chúc mừng loan lộc chúc mừng quý vị mình đã có tin vui chi ngày hôm nay <laughs> Và sau đây là lá thư tìm người thân của ngày hôm nay. Chào hai cháu Hồng Loan và Bảo Lộc. Cô mỗi ngày đều nghe tin tức bên Mỹ từ chương trình của hai cháu, mặc dù cô đang sống ở châu Âu. Hôm nay nhờ hai cháu giúp cô tìm người bạn hồi nhỏ tên Hoàng Thị Vinh, lúc trước sống ở phường 10 quận 11 ở Sài Gòn, cùng đi sinh hoạt thiếu nhi trong ban chỉ huy của trường. Đã nhiều năm, mọi người đều nhớ đến Vinh nhưng không có tin tức. Nếu Vinh có nghe được tin nhắn này, xin gọi cho Thủy đang sống ở Áo, châu Âu, số điện thoại là 0043 650 550 2121. Cảm ơn hai cháu Hồng Loan Bảo Lộc. Chúc chương trình hai cháu ngày càng lan tỏa khắp thế giới. Chúc hai cháu luôn nhiều sức khỏe. Bảo Lộc Hồng Loan xin cảm ơn cô và xin được nhắc lại, cô Thủy tìm người bạn lúc nhỏ tên là Hoàng Thị Vinh, lúc trước sống ở phường 10, quận 11, ở Sài Gòn, cùng sinh hoạt thiếu nhi, trong ban chỉ huy liên đội phường. Đã nhiều năm mọi người đều nhớ đến Vinh nhưng không có tin tức. Nếu Vinh nghe được tin nhắn này, xin hãy gọi điện thoại cho Thủy, đang sống ở Áo, số điện thoại là 0043 650 550 2121. Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày yeah, hôm qua mình bận một cái bộ đồ màu xanh đậm mà nó lại hên, hình như nó bị ngược rồi, ừ. mình bận rực rỡ nó không hên nữa bảo lòng Mình phải học mặc đồ chìm chút phải không? <laughs> chìm chút, hoặc là màu đỏ Trời đất ơi Hình như lâu lắm rồi mình không mặc màu đỏ đó Mặc đồ đỏ quý vị, phải để mắt kiến coi tin tức, tội nghiệp quý vị không? Không, hồi bữa lâu lắm mình không được tin vui, có có quý vị nhắn nói là bận màu đỏ đi, bận màu đỏ có tin vui nên mình không phải nói là mình dị đoan gì nhưng mà như vậy nó như nó đúng cái mạng làm sao đó. đúng cái ngày sao đó, nó hơn dạ nó giỡn chơi cho nó vui thôi nha quý vị à, có được tin vui hay không là rất là nhờ quý vị loan lộc chỉ là người đưa tin thôi và người mà giúp cho tìm được những người thân là nhờ từ quý vị những người nghe được tin này và truyền tải đi hoặc là đưa tin chia sẻ những cái tin tức này thì chúng ta mới có thể có được tin vui á quý vị ha sẵn đây nhắc nhở quý vị nếu mà quý vị nhận được tin vui xin hãy vui lòng nhắn tin cho lộc với loan biết cùng với quý vị biết dạ. qua email hồng loan bảo lộc com rồi ngày hôm nay lan lộc hôm bữa có anh nhắn mà ngắn gọn lắm có tin vui rồi sẽ gọi lời sau lan lộc không dám chia sẻ tin vui làm như điện tính vậy đó ngày xưa người ta điện tính một chữ làm nhiêu tiền à, hai chữ là nhiêu tiền đúng rồi. này nhắn tin ít quá thời ừ. buổi giờ nhắn nhiều lắm đó. tốn tiền luôn á <laughs> hồi đó tin nhắn nên nhắn một cái câu rất là ngắn gọn nhắn điện tính biết cái ý thôi ý, ý, à. còn bây giờ miễn phí nên nhắn dài dài dùm cho lan lộc để lan lộc chia sẻ với quý vị mà mình vui nhiều lắm <laughs> rồi ngày hôm nay uh, vui quá rồi long là muốn làm gì cho nó vui thêm đây tùy hỷ wow dữ nha tùy hỷ tùy hỷ ngày hôm nay mình đố đi đố. đố nhưng mà những câu đố này nó có tính chất là khoa học đàng hoàng chứ không phải là mẹo mọ gì hết nha ừ. câu đố đầu tiên đổ loan đi à, chẳng hạn gì móng tay và móng chân móng nào mau dài hơn và gấp bao nhiêu lần giữa móng tay và móng chân thì móng nào mau dài hơn và gấp bao nhiêu lần? 4. Chắc chắn là móng tay rồi. 3. Gấp bao nhiêu lần hả? 2. 1. Mình sao biết được? Giờ ra Đấy. lọc dây ra giá đi ha. Đúng rồi. Thứ nhất, 1 lần. Thứ hai, 4 lần. Thứ ba, 8 lần. 1 lần. Gấp đôi á. Ừ. Một lần là gấp đôi. Gấp đôi bốn lần thứ hai là bốn lần gấp tám lần nhiều quá Hôm ai biết được, được, cái số giữa đi hả lựa số giữa <laughs> lựa số giữa lựa chắc ăn nó nằm giữa đi câu trả lời cuối cùng là bốn chính xác nhưng mà chưa chắc nha uống những cái chất gọi là nhiều calcium á, là móng tay nó dài nhiều lắm nhiều khi năm lần luôn á chân cũng dài ừ tí đó nếu tay mau thì chân cũng mau tóc ra nữa lắm nhưng mà cái tỷ lệ của nó đó là bốn lần đúng à. rồi chính xác bốn lần quá dễ ha dễ gì khó đi muộn <laughs> không đưa ra con số ai biết rồi vui quá tặng loan đi đủ lần câu tố thứ hai ừ. trong cơ thể của con người xương nằm ở bộ phận nào nhiều nhất thể cơ thể con người ba cơ thể con người chia làm mấy bộ phận hai Bộ. không chia hả? Hả? Không chia khúc nào cho người ta đếm mà. Nói chung vậy đó hả? Thì đó. Chỗ Thì đúng rồi, tôi, tôi tính ra là ba phần đi. Phần đầu, phần giữa và phần dưới. <laughs> phần đầu, phần giữa, phần dưới. Ừ. Trong phần cơ giữa. thể con người, cái đầu là không phải rồi. Chưa chắc nghe loan. Xương nằm ở bộ phận nào nhiều nhất? cái giữa đi cái mình nè xương sườn xương sống nè rồi hai cái tay nữa ừ. Ừ. xương nhưng hai cái tay đâu bằng hai chân ha hai chân bự hơn ừ, ai biết ừ, phần phần dưới còn có cái xương hông xương mông hai cái chân chắc cái chân quá ai biết câu trả lời cuối cùng là cái phần nào phần dưới một hai ba phần số mấy phần số ba chính xác <laughs> Trong cơ thể con người, xương nằm ở phần số 3 là phần chân là nhiều nhất. Nó chiếm 1 phần số xương nằm ở dưới chân. À, người ta nói là chân là cái móng. Cái móng thì nó phải chắc. Nó, chắc. nó xương nhiều. Xương nó nhiều. À. Nó mới nâng đỡ nguyên cả cơ thể mình. Nặng lắm mới lo. <laughs> Đừng có mỏi nhiều. Cái chân nó chịu không nổi. Nhưng mà nhiều khi cái cơ thể này đó, mình còn phải bồng thêm cái cơ thể kia nữa đó lô. Bồng ai? <laughs> đôi lúc đôi lúc <laughs> cái gì vậy bố học gì cái gì vậy không có có nhiều khi lộc bồng vừa vợ vừa, vừa con luôn ấy chứ hơi <laughs> mạnh quá quá mạnh nó dẫn chơi cho vui nha quý vị ok ngày nay lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại